Shop misu.com, shop nick uy tín, giá rẻ, chất lượng. Anh em nào đang có nhu cầu thử vận may thì ghé thăm ngay đi nhá. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em xem một cái sự kiện nhá, nhận quà rất chi là hot và phần quà rất chi là ngon luôn. Thì ở trong sự kiện này thì chúng ta nhận được cả đá mã thuật luôn nhá, nên là mình mới nói là phần quà nó rất chi là ngon. Thì ở trong video trước thì mình cũng có nói là mình sẽ chọn 5 bạn ấy để mình gửi thẻ nạp. Thì chiếu nữa mình sẽ đăng bên fanpage ấy. Anh em nào vào fanpage mình mà thấy tên thì nhớ IP qua fanpage để nhận thẻ nạp nhá. Và ở trong cái sự kiện thì sinh nhật 2 năm thì Free Fire mới cập nhật thêm. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, anh em chơi thì anh em phải đội cái mũ sinh nhật anh em chơi nó mới tính nhá. 5 trận thì sẽ được 5 vé quay vàng, 10 trận thì chúng ta sẽ được 5 vé quay vũ khí nhá. Nhưng mà anh em lưu ý là phải đội cái mũ nó mới tính số trận cho anh em nhá. Chứ anh em chơi bình thường như thế này thì nó không tính số trận đâu. Nên là nhiều anh em thắc mắc là đừng có hỏi là tại sao mình chơi mà nó lại không tính cái số trận vào nhá. Và ở trong vòng quay kim cương thì nó cũng vừa mới cập nhật thêm mà hai cái bộ trang phục, đó chính là sát thủ hỏa ngục và sát thủ hàn băng. Đấy anh em thấy, wow, khá chi là đẹp luôn. Một cái bộ đồ giống kiểu bộ đồ sát thủ luôn đúng không anh em? Quá chi là đẹp luôn. Wow, cái bộ này thì bộ này ra mắt thì nhiều anh em lại phải hiến máu cho Garena rồi anh em. Mình thì giờ không còn máu để mà hiến nữa rồi. Đấy anh em thấy chưa? Một cái bộ đồ nhìn khá chi là đẹp luôn. Lâu lắm rồi mình mới thấy ở trong vòng quay kim cương nó có một cái bộ đồ nó đẹp như thế này đó. Ở trong vòng quay kim cương mấy mùa trước bộ đồ nó nhìn cũng bình thường lắm, nhưng mà cái bộ này thì mình thấy khá chi là đẹp luôn. Đây là anh em chuẩn bị mà anh em vào anh em hiến máu cho Garena mà quay thôi đúng không? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái sự kiện mình muốn nói với anh em nhá. Và cái sự kiện này thì hiện tại nó đang có mặt ở bên máy chủ của Indonesia nha anh em. Thì mình rất mong cái thời gian sắp tới thì cái sự kiện này nó sẽ về server Việt Nam nhá. Nếu mà nó về server Việt Nam chắc chắn có rất nhiều anh em sẽ cày từ sáng tới chiều luôn. Tại vì cái sự kiện này nó có rất chi là nhiều những cái phần quà hot nhá. Thì trước khi đến với cái sự kiện chính thì chúng ta sẽ sang cái sự kiện bên này xem nó sẽ có cái gì nhá. Thì chúng ta cũng nhận được 5 vé quay vàng này, gói cao bổ hiện đại này. Nói chung cái gói này thì server nào chúng ta cũng nhận được rồi. Và thêm cái phần quà, cái phần quà đăng nhập bên này nhá. Thì phần quà đăng nhập bên đây thì nó khác với chúng ta đăng nhập 5, 10, 15. Cứ cách 5 ngày thì chúng ta mới nhận được một cái phần quà nhá. Còn ở Việt Nam thì chúng ta đăng nhập liên tục trong 14 ngày thì chúng ta sẽ nhận được quà luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần quà chính và cái sự kiện chính ngày hôm nay nhá. Chúng ta sẽ nhận được một cái hộp ma thuật nhá. Đây em thấy cái sảnh chờ ở phía ngoài chưa? Có hộp ma thuật kìa, rất chi là ngon luôn. Đây và bây giờ mình sẽ cho anh em xem nhá. Đây anh em nhỏ mắt chưa? Em lấy thuốc nhỏ mắt để anh em nhỏ mắt chưa? Chúng ta chơi game 17 phút, chỉ việc chơi game thôi nhá. Chúng ta chơi 17 phút là chúng ta sẽ nhận được một hộp ma thuật free luôn nhá. Và đây là máy chủ của Indonesia chứ không nhiều anh em lại bảo thằng này vào server test rồi nói tùm la tùm lum nhá. Đây là server chính thức. Đây là server chính thức nhá của Indonesia nhá. Và chúng ta chơi game 17 phút là chúng ta đã nhận được một viên đá ma thuật rồi. Và đây anh em có thể thấy là chúng ta nhận được cả cờ Indo này. Và cái này thì chúng ta khi chúng ta chơi ấy, chúng ta chơi 5 phút này, 20 phút này, 15 phút thì chúng ta nhận được các phần quà này nhá. Anh em có thể thấy là cái hộp thiên thần và ác quỷ này, vé quay súng này và 4 cái hộp súng nữa. Wow, khá chi là ngon luôn. Chúng ta chỉ việc ngồi chơi game thôi, thoát ra ngoài là chúng ta đã nhận được những cái phần quà này rồi. Em thấy có ngon không? Quá chi là ngon luôn. Sự kiện gì mà nói chung phần quà nó hơn Việt Nam nó rất chi là nhiều luôn. Và mình rất mong cái thời gian sắp tới thì cái sự kiện này nó sẽ về của server Việt Nam nhá. Và đây là những cái phần quà tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ thu thập cái 17 gì thế này, chúng ta sẽ đổi sang các phần quà như là skin của khẩu sọc gân này, sói lửa, skin sói lửa nhá. Và một cái bộ đồ gì ở dưới đây này anh em. Cái bộ đồ này là bộ đồ gangster nhá, bộ đồ đường phố ấy. Và một cái nhân vật nữa đó chính là nhân vật Antonio này. Và nhận được free luôn nhá anh em. Anh em chỉ việc cày thôi là anh em sẽ nhận được rồi. Và một cái ba lô chú hề này và cái gọi thính nhá. Nói chung là cái phần quà nó rất chi là ngon luôn anh em. Chúng ta chỉ việc ngồi cày cuốc thôi. Chắc là mà ra sự kiện này chắc cũng nhiều anh em ngồi chơi game từ sáng đến chiều luôn. Đây cho anh em xem lại một lần nữa cái hộp ma thuật này. Wow, 17 phút chơi game là chúng ta nhận được hộp ma thuật rồi. Trời ơi, cái sự kiện sinh nhật của Free Fire ấy, chúng ta cũng đã không nhận được cái phần quà nó ngon như thế này rồi, chứ đừng có bảo là sự kiện về Việt Nam nữa. Nếu mà sự kiện này về Việt Nam thì chắc chắn nó sẽ mất cái hộp ma thuật đi, chứ không có hộp ma thuật chơi game 17 phút được hộp ma thuật đâu anh em.
Nói chung là Việt Nam nó hơi keo với các server khác. Các server khác thì mình thấy là cập nhật xong phiên bản OB17 ấy thì chúng ta nhận được rất chi là nhiều quà luôn. Brazil thì nhận được gói Black Black Day, Black đăng cơ này đúng không? Gói đường phố ấy. Và server này thì chúng ta nhận được cả đá ma thuật free luôn. Wow, quá chi là ngon. Và cái sự kiện này là một cái sự kiện mình đã từng review cho anh em xem rồi này. Sự kiện này thì chúng ta nhận được cả 9.900 kim cương, nhưng mà anh em quay thì anh em phải mất kim cương nhá. Hiện tại mình đang có hai cái cờ thì mình sẽ vào mình thử cái bóng bay cho anh em xem. Đây chúng ta được một hộp skin súng rồi. Wow, chắc lại được một hộp skin súng nữa rồi, tại vì bóng bay màu xanh mà. Đây, anh em cho anh em xem review hết tất cả các sự kiện ở bên đây luôn nhá. Đây, bên đây thì cũng có cái môn cái lượt chia sẻ 50 lượt, 50.000 lượt, 100.000 lượt và 150.000 lượt nhá. Wow, mình nhìn thấy cái hộp ma thuật mình vẫn phê anh em ạ. Chơi 17 phút mà được một hộp ma thuật rồi thì anh em nào mà chẳng không thích đúng không? Quá chi là ngon. Và bây giờ mình mở cái hộp súng ra luôn nha. Trời ơi, nhìn cái hộp ma thuật mà nó thèm quá. Nó mà về server Việt Nam chắc là nhiều nhiều bạn chắc là vui lắm đây. Rất chi là vui luôn đúng không? Nhưng mà mình sợ nó không về về server Việt Nam, nó không còn cái hộp ma thuật nữa thôi chứ. Đây, vào vòng quay vàng bên này thì chúng ta cũng nhận được nhân vật, nhưng mà nhân vật nó không ngon như server chúng ta nhá. Chúng ta quay được nhân vật Hatato về server chúng ta là đã rất chi là ngon rồi. Nhiều server khác còn đang ghen tị đó nhá. Nhiều server khác còn đang ghen tị không có Hatato đấy. Nhưng mà có một cái server khác đó chính là server Brazil thì chúng ta có nhân vật lau ra trong vòng quay vàng nhá. Đấy, và chắc có lẽ video của mình kết thúc tại đây thôi. Và nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ channel của mình nhá.